Chào mừng tất cả quý khách hàng. Tuần cuối cùng để mua Toyota Vios với hỗ trợ đến gần 150% thuế trước bạ, cũng như là nhân dịp Giáng sinh và sắp đón Tết Dương lịch 2024. Lời đầu tiên cho phép Văn Hội xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý khách hàng và kính chúc quý khách hàng một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và phải hạnh phúc. Nhưng ấm áp hơn nữa là gì ạ? Xin mời chúng ta sẽ cùng di chuyển để mới thấy được rằng là nếu mà ngồi đi mùa Noel mà ngồi trong chiếc Toyota Vios lại được mua xe với giá lăn bánh dưới giá niêm yết thì sẽ tuyệt vời là như thế nào ạ? Chúng ta phải thật nhanh tay ở tuần cuối cùng này. Toyota Vios với 3 tùy chọn được Toyota Việt Nam phân phối với giá chỉ từ 479 triệu đồng cho phiên bản số sàn, hay người Anh 1.5 eCVT là 528 triệu đồng. Còn nếu anh chị nào yêu thích sự an toàn hơn, phanh tự động, cảnh báo chạy làn đường, Toyota Vios 1.5G với giá niêm yết là 592 triệu đồng. Vậy cái khuyến mại của cái mùa Giáng sinh này, và đặc biệt nhất chỉ còn có tuần cuối thôi ạ. Vì sao ạ? Kết thúc 31 tháng 12 2023 thì chính phủ cũng kết thúc cái hỗ trợ 50% thuế trước bạ cho những chiếc xe lắp ráp trong nước, và chương trình khuyến mại của Toyota Việt Nam kết hợp với đại lý hỗ trợ tiếp 50% thuế trước bạ nữa cũng kết thúc 31 tháng 12. Và một cái chương trình hay nữa gì ạ? Chương trình trả góp 0% cũng vậy. Vậy là mọi thứ sẽ kết thúc chỉ trong cái tuần cuối này thôi. Anh chị phải thật nhanh tay liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới để chúng ta mua xe Vios được hưởng những ưu đãi sau đây Văn Hội sẽ chia sẻ chính thức cho anh chị. Về chính phủ 50% thuế, về đại lý cũng như là nhà máy 50% thuế, và tiếp tục riêng từ phía đại lý hỗ trợ tiếp đến gần 50% thuế nữa. Và Toyota Việt Nam còn tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, cũng như đại lý còn tặng thêm những gói phụ kiện tùy chọn cho anh chị. Rất tuyệt vời không ạ? Nếu mà lăn bánh ở một tỉnh ở cái thời điểm ở tuần cuối này nhé, thì những mẫu xe của Vios lăn bánh đều ở dưới giá niêm yết. Trong khi đó ở thành phố Hà Nội của thời điểm hiện tại thì đâu đó cũng loanh quanh ở cái giá niêm yết là chúng ta đã mua được cái chiếc xe này rồi. Một cái thông tin nữa là chương trình trả góp 0%, có nghĩa anh chị mua xe là không mất lãi suất đâu ạ. Thời gian vay thì lên tận 8 năm, vay được đến 85% giá trị xe, chỉ đúng 150 triệu thôi. Và chỉ sau đúng 24 tiếng thôi là anh chị đã có ngay cam kết cho vay của phía tài chính Toyota Việt Nam rồi. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Vậy ở trong tuần cuối này anh chị phải thật nhanh tay để chúng ta sở hữu chiếc Toyota Vios, vì không biết đến lúc nào thì chính phủ cũng như là nhà máy lại có cái chương trình hỗ trợ tuyệt vời như vậy. Đúng không ạ? Còn bây giờ nào, chúng ta sẽ ngắm nhanh một chiếc Vios ở thế hệ mới, sau đó chúng ta sẽ đến với phần tổng kết. Xin mời anh chị. Và bên cạnh anh chị đó chính là chiếc xe Toyota Vios 1.5G CVT phiên bản mới nhất năm 2023 với thiết kế hoàn toàn mới. Nào, không để quý anh chị phải đợi chờ lâu, chúng ta đi tìm hiểu chi tiết xem rằng là cái thiết kế thế hệ mới này thì sẽ được tích hợp thêm nhiều công nghệ là gì, hình ảnh chi tiết làm sao. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn từ phía trên kính. Trên kính thì Văn Hội thấy việc đầu tiên, đây là chính là hệ thống Toyota Safety Sense với hai tính năng nổi bật. Đó chính là tính năng cảnh báo tiền va chạm, hay còn gọi là PCS. Hệ thống này sẽ làm gì khi có chướng ngại vật phía trước mà anh chị không phanh, lơ là mình quên mất mình không phanh, thì xe sẽ tự động phanh để có cái khoảng cách an toàn với chướng ngại vật ở phía trước. Còn trong trường hợp 2, anh chị nhìn thấy chướng ngại vật rồi mà chúng ta vẫn phanh thì hệ thống sẽ bổ trợ thêm một lực phanh nữa, bổ trợ thêm một lực phanh nữa để giúp chúng ta có khoảng cách an toàn với vật thể ở phía trước, tránh gây nguy hiểm, tránh va chạm. Tính năng thứ hai cũng ở trên cái mắt camera này, sẽ tích hợp tính năng cảnh báo lệch làn đường. Vậy là khi mà chúng ta đi lên trên cái làn đường lai đấy, là hệ thống sẽ cảnh báo. Tiếp đến hệ thống sẽ tận dụng ở đâu nữa, hệ thống sẽ tích hợp cái phần radar ở phần logo ở phía trước. Anh chị có thể thấy rằng là với những chiếc xe mà có tính năng Toyota Safety Sense thì sẽ có cái hệ thống radar được đúc ở trong phần logo ở phía trước đây, logo Mica đây. Vừa sang trọng này, vừa chống coi như là mòn đúng không ạ, mà lại có tính năng radar ở phía trước quét liên tục luôn, kết hợp với camera. Đó chính là về phần thiết kế an toàn đầu tiên. Chắc chắn rồi, hệ thống này trang bị trên Vios 1.5G. Tiếp đến thứ hai, toàn bộ cái thiết kế đầu xe này, toàn bộ luôn ạ, cả 3 phiên bản của chúng ta sẽ được thiết kế hoàn toàn mới cái giao diện.
Ở đây thì chúng ta có gì? Nổi bật nhất cả ba phiên bản đó chính là cụm đèn bi LED trang bị cho cả bóng chóa pha và chóa cốt, giúp cho khả năng gom sáng, bám đường. Tiếp đến đó chính là giải đèn LED ban ngày và hệ thống đèn xin nhan. Di chuyển dần xuống dưới, chúng ta có ngay hai cảm biến góc trước cho phiên bản G và hệ thống đèn sương mù dạng công nghệ LED, cũng lại giúp cho chúng ta bám đường hơn. Thiết kế mặt phía trước bản G, anh chị nhìn thấy cái đường line này. Đây là cái đường line để nhận diện, là nhìn bản G là chúng ta sẽ có ốp mạ chrome sang trọng ở phía trước trên phiên bản G. Và chúng ta có những cái màu sơn, nó sẽ màu đen bóng như thế này. Ở phía trước thế này mà một cái biển dài vào thì thực sự là nó rất đẹp luôn đấy anh chị ạ. Và mình đánh giá rất cao cái mặt ca lăng trước này này. Nó hay ở chỗ là gì? Cái phần nhựa này sẽ liền khối. Nó sẽ liền khối từ bên trái sang bên phải. Thế hệ trước của chúng ta sẽ ba mảnh, tam giác ba mảnh, như thế hệ mới này nó sẽ đã liền khối rồi, nó sẽ rất chắc khỏe. Anh chị nhìn những cái xe ở cái Antit chẳng hạn, đúng không? Những cái này anh chị nhìn thấy độ chắc, nó chắc hơn, nó khỏe, thể thao, bề thế sang trọng, khoảng sáng gầm đủ để chúng ta có cái khoảng thoát gầm linh hoạt, đúng không ạ? Đó, đó chính là ở phần thiết kế ở phần phía đầu xe. Còn thân xe, la răng thì thiết kế mới, và còn bên trong xe nữa là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thiết kế phần phía thân xe của Toyota Vios ở thế hệ mới. Đầu tiên, điểm thay đổi đầu tiên trên phần thân xe chắc chắn rồi sẽ đến từ chiếc la răng. Vẫn với la răng 15 inch dạng lốp béo, lốp Bridgestone cho khả năng êm ái bám đường, thì cái thông số lốp của Toyota Vios thế hệ mới nhất là 185/60R15 với la răng là 6 chấu như thế này, dạng thể thao phay đúc. Phay đúc lần này thì chúng ta lại có cái nền đen giúp cho xe trông thể thao, khỏe khoắn và bề thế hơn. Trong khi đó, 4 bánh của Toyota Vios vẫn trang bị là phanh đĩa và 2 đĩa trước là đĩa thông gió, vừa có tính năng khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử. Tuyệt vời đúng không ạ? ABS, EBD thì chắc chắn là có rồi, đúng không ạ? Đó, chúng ta nhìn thấy thân xe không ạ? Tay nắm cửa được mạ chrome sang trọng và sáng bóng, hay đèn xi nhan công nghệ LED tích hợp trên gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu chắc chắn vẫn sẽ tích hợp tính năng là cụp gương điện rồi. Thì ở phần phía đuôi sau của Toyota Vios ở thế hệ mới, chúng ta nhìn một cái là đã thấy ngay rằng đây Vios mới 2023 rồi. Nhìn mới ở đâu ạ? Toàn bộ cái ốp phần phía cản phía sau, ốp phần kiếp cản phía sau là được ốp màu đen, vừa có tính năng bảo vệ, vừa có tính năng bảo vệ cho cái phần hai cái phần đèn hậu chóa đa phản xạ như thế này, mà chúng ta còn giúp cho xe trông thể thao, nó tôn lên cái màu của xe luôn, thể thao, khỏe khoắn và bề thế. Trong khi đó, Vios G trang bị là 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau, 2 cảm biến cảnh báo va chạm trước, kết hợp với camera lùi có vạch dẫn hướng HD với màn hình hiển thị lên đến 9 inch. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu anh chị ơi, tiêu chuẩn mới khí thải Euro 5, Toyota Vios chỉ có 4,79 lít cho đường trường hay trung bình là 5,87 lít. Anten, xe vẫn trang bị là anten vây cá mập giúp cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt. Bên trong xe là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm. Chính là nội thất chi tiết bên trong của chiếc Toyota Vios ở thế hệ hoàn toàn mới. Phiên bản G hay phiên bản ECT, phiên bản số sàn thì đều trang bị là nội thất màu đen. Nhưng với phiên bản số tự động thì sẽ là ghế da PU với cái màu đường chỉ là màu vàng như thế này. Nó rất sang trọng, nổi bật và sắc nét. Cái phần thành ghế sẽ được thiết kế cao hơn, be thành chắc chắn hơn. Hạng B mà thiết kế như sedan hạng D luôn anh chị ạ. Tapi cửa chúng ta có gì? Toàn bộ sẽ là màu đen, nhưng chúng ta có phần da PU như thế này và kính lái auto một chạm, cụp gương điện, chốt khóa cửa hay chốt khóa kính, học đề đồ to bản, xe trang bị giải trí lên đến 6 loa. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần góc này là gì nào. Hệ thống cảm biến cảnh báo góc trước sau tắt bật được, hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS và hệ thống cảnh báo lệch làn đường đã được trang bị hoàn toàn trên chiếc Toyota Vios 1.5G 2023 thế hệ mới rồi. Tiếp tục nào, nội thất bên trong xe sẽ có nhiều thiết kế mới là như thế nào?
chúng ta sẽ vào quan thiết kế giao diện chi tiết bên trong Toyota Vios 1.5G thế hệ mới nhất hiện nay. Khi mà bước vào bên trong xe, cái ấn tượng đầu tiên Văn Hội phải nói là Toyota cực kỳ là ưu ái. Nào, một chiếc màn hình giải trí lên đến 9 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Cực kỳ là sang trọng, đồng hồ anh chị nhìn thấy không? Cái thiết kế giao diện nhìn nó rất sang, nổi bật. Hay bước vào bên trong cái phần các ứng dụng như thế này, chúng ta sẽ lựa chọn được trình duyệt cả wifi luôn anh chị ấy nhá. Trong phần cài đặt này, chúng ta sẽ có cả phần wifi. Là chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ còn xem được phần video luôn đấy ạ. Khi mà chúng ta mở qua cái trình duyệt web. Nào chúng ta thử luôn đây này. Anh chị có thể thấy không ạ? Chắc chắn là phải đồng ý và để tiếp tục rồi, đúng không? YouTube. Gõ cái là có ngay đúng không ạ? Mở luôn lên. YouTube. Chắc chắn rồi. Chắc chắn là sẽ có ngay phần YouTube. Liên khúc. Chắc chắn là lên ngay anh chị ạ. Phần âm thanh của xe trang bị là gì ạ? Âm thanh lên đến bao nhiêu ạ? 6 loa. Chúng ta sẽ xem toàn màn hình được nhá. Anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Giải trí cực đỉnh cao trên chiếc màn hình 9 inch theo xe của chiếc Toyota Vios G 2023. Sang trọng, xem được YouTube trực tiếp luôn. Hay radio. Chúng ta có phần radio ngay đúng không ạ? Tiếp nữa là Apple CarPlay, Android Auto. Xem video qua trình duyệt âm thanh, hình ảnh. Kết nối điện thoại rảnh tay. Vậy nó ở đâu ạ? Nó ở trên phần vô lăng này. Thì tiếp theo của cái phần vô lăng này thì chúng ta sẽ thấy cái điểm mới nữa là gì nào? Tiếp theo của phần này nó chính là đằng sau, nó chính là một chiếc lưỡi chuyển số thể thao trên vô lăng. Với chiếc lưỡi chuyển số thể thao này giúp anh chị di chuyển hứng khởi hơn khi lái xe. Chúng ta sẽ vào số D. Gẩy số. Tất nhiên là xe sẽ cần nổ máy anh chị nhá. Thì lúc này là lưỡi chuyển số thể thao của chúng ta sẽ tác dụng đấy ạ. Nó sẽ lên là D1, D2 đấy ạ. Tổng quan nội thất đây ạ. Vô lăng được khâu da. Khâu da với đường chỉ kem cực kỳ là cao cấp, sang trọng. Bảng đồng hồ trung tâm với đồng hồ km trên giờ bằng điện tử. Và cái bảng đồng hồ vận tốc này, cái màu nó sẽ khác ở thế hệ trước. Nền của chúng ta sẽ là nền đen trắng. Thành ra cái số nhìn nó rất rõ nhá. Bên trái đồng hồ vòng tua động cơ cũng vậy. Chúng ta còn có nút bấm để điều chỉnh giờ. Giờ trực tiếp đây. Đó. Còn phần chip A, chip B chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta ấn được chip A, chip B ở đây. Đó. Nút back trở về để điều khiển màn hình lớp layer IMID 4.2 inch. Điều khiển volume trên vô lăng, thoại rảnh tay, chuyển bài hát hay chuyển hệ AM, FM, Bluetooth. Phần an toàn, túi khí, xe trang bị lên đến 7 túi khí. Phải nói là cực kỳ là tuyệt vời cả túi khí rèm này. Hay là túi khí đầu gối cho người lái. Duy nhất trong phân khúc, có lẽ rằng duy nhất trong phân khúc thì chỉ có Toyota là ưu ái người dùng. Chúng ta có gì nữa trên phiên bản G này? Một chiếc chìa khóa thông minh engine start stop với 3 nút bấm. 3 nút bấm là như thế nào ạ? Nút mở cửa, khóa cửa, nút mở cốp. Và Văn Hội nói nhanh ở phần này, nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm pin thì bấm vào nút khóa, giữ lại và bấm 3 lần nút mở. Đèn nháy là chúng ta sẽ tiết kiệm cái pin chìa. Hệ thống điều hòa. Xe trang bị là điều hòa tự động. Với cái điều hòa tự động này sẽ giúp cho chúng ta ngồi bên trong không chỉ là thoải mái với cái không gian, không khí trong lành, mà chúng ta còn có một cái giao diện hiện đại, sang trọng. Cái ghế Văn Hội đánh giá cao này anh chị này. Ghế của chúng ta sẽ là ghế nhân trắc học ở thế hệ mới nhá. Cái be thành ghế cao, có lỗ thông khí. Hộc để đồ to bản, vẫn có ngăn chứa điện thoại hoặc là những cái hộc trang thiết bị phụ kiện chờ riêng. Cái màu trầm cho cái phần viền này. Gương điện chống chói và chúng ta vẫn có hệ thống Toyota CitySense ở đây. Riêng trên phần trần xe, la phông trần. La phông trần đã chuyển sang màu kem. Màu kem ghi. Nó khác hoàn toàn với thế hệ trước là màu kem vàng nhá. Đây màu kem ghi, Văn Hội rất thích cái này. Gương trang điểm cả hai bên vẫn được để đầy đủ lại.
Và một cái ấn tượng nữa đến từ đâu ạ? Ấn tượng nữa chúng ta sẽ đến từ cái... Để nhìn thấy ngay ạ, hai cổng USB Type-C ở hàng ghế sau. Vậy hàng ghế sau nó sẽ thoải mái, dễ chịu là như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ở hàng ghế sau, cái sự rộng rãi và thoải mái đã được thể hiện. Hai lưng ghế sau để chúng ta để những cái tạp chí hoặc tựa tay cho hàng ghế sau. Chắc chắn rồi, Toyota Vios vẫn sẽ hỗ trợ cái tính năng là gập phẳng hàng ghế sau để chúng ta để những cái đồ dài rất thoải mái và dễ chịu. Duy nhất trong phân khúc Toyota Vios gập phẳng hàng ghế sau và điều chỉnh được cái đầu gối ở hàng ghế sau, anh chị sẽ chỉnh cao thấp được nhá. Đó, duy nhất trong phân khúc, chắc chắn lại là duy nhất trong phân khúc. Hai cổng USB Type-C nhanh, áp dụng trên tất cả 3 phiên bản của Vios chứ không riêng gì phiên bản Vios G. Trần cao có tay để chúng ta ngồi rất chắc, đúng không ạ? Phần cốp sau cực rộng luôn, hơn 500 lít. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Cốp rộng nhưng chưa hết ạ. Điều khiển mở cốp bằng chìa khóa điều khiển. Cốp cực rộng rồi, anh chị thấy ngay hơn 500 lít. Để xem rằng là Toyota còn ưu ái lốp sơ cua như thế nào ở lần này, thế hệ mới này. Wow, thực sự là ấn tượng. Lốp sơ cua như lốp theo xe, là răng phay đúc như lốp theo xe, không giới hạn tốc độ gì cả. Rất hay luôn. Ghế gập phẳng, thông khoang hành lý. Lốp sơ cua thì như lốp theo xe. Cốp sau trang bị này, đèn hậu phía sau căng ngang. Khi chúng ta buổi tối ấy, cái đèn hậu LED này bật căng ngang như thế này, rất sang trọng và nổi bật. Vậy tổng giá lăn bánh của Toyota Vios sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây chính là review, chia sẻ chi tiết những cái hình ảnh, chi tiết của chiếc Toyota Vios ở thế hệ mới